Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Hạnh nguyện của Đức Phật Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai. Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, nói về cái hạnh nguyện của Đức Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, là một vị Phật được tôn xưng như là bậc lương y của tất cả những vị lương y trên đời, để cứu chữa bệnh khổ cho tất cả chúng sanh. Ở trong cái kinh văn vừa rồi chúng ta tụng đọc, có hai điều mà tôi muốn lý giải cùng với quý vị hôm nay. Thứ nhất là kinh văn bảo rằng khi mà Đức Phật Dược sư Lưu Ly Quang đang còn làm hành Bồ Tát, đã phát ra 12 nguyện lớn. Tất cả chư Phật ở trong 10 phương, trong khắp cả 3 đời, không vì Phật nào mà không đi qua con đường của Bồ Tát, không trải thân ở trong vô số kiếp để mà tu cái hành của Bồ Tát hết cả. Tu hành Bồ Tát là hành gì? Đó là cái hành sống giữa đời, lăn lóc giữa chúng sanh, ở trong khắp tất cả mọi quốc độ, mọi nơi mọi cõi, để mà cứu độ cho tất cả chúng sanh ở trong 10 phương thế giới đó. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trước khi mà thành Phật, thì cùng ở trong vô lượng kiếp, Ngài cũng đã tu hành Bồ Tát như vậy, cũng lăn lóc cùng với tất cả chúng sanh trong vô lượng cõi, trong vô lượng các nơi như vậy, để cứu độ cho tất cả chúng sanh ở nơi đó. Trong cả cái tam thiên thế giới này đấy, như kinh sách ghi lại, không một cái nơi nào mà không có cái thân của Bồ Tát ở đó. Không có một nơi nào trong vô lượng cõi giữa thế gian này mà không có cái dấu chân của Bồ Tát ở đó. Từ đó mà biết rằng cái con đường gọi là tu cái hành của Bồ Tát, đó là đem vô lượng thân, trải vô lượng thân, mà cúng dường cho vô lượng Đức Phật, mà phụng sự cho vô lượng chúng sanh ở trong đời. Thấy ai khổ, ai nghèo, ai đói, Bồ Tát không tiếc cay cả thân mạng của mình để làm sao cứu vớt cho kẻ đó hết khổ, hết nghèo, hết đói. Thậm chí ngay cả có nhiều khi trong những lúc mà gặp phải đói khát cơ hàn, thì Bồ Tát làm gì? Như Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đó, khi Ngài tu hành Bồ Tát, vào những cái lúc mà chúng sanh đói khát, thì Ngài còn hiện thân ra làm cá để mà có thực phẩm nuôi cho những kẻ đang đói khổ như vậy. Hành Bồ Tát là hành xả thân mình để mà cứu vớt chúng sanh. Cho nên phát cái tâm hành Bồ Tát là phát cái tâm nguyện độ cho tất cả chúng sanh ở trong đời. Ai ở trong đời này mà phát được cái tâm sống vì chúng sanh như vậy, khởi được cái nguyện đem xả thân này mà cứu độ cho chúng sanh như vậy, những người đó là những người đã có cái tâm hành Bồ Tát đó rồi. Những người đó là những người đang bắt đầu bước đi ở trên con đường của Bồ Tát đó. Cho nên con đường của Bồ Tát rộng lớn biết bao nhiêu mà kể. Và cũng vì vậy mà Bồ Tát đó không giới hạn ở trong một hình tượng nào hết cả. Thầy tu thì phải cào đầu mặc áo ở chùa, nhưng mà Bồ Tát thì không nhất thiết phải như vậy. Bồ Tát có thể làm vua làm tướng, Bồ Tát có thể làm người lính để cầm quân ra trận, Bồ Tát có thể làm kẻ đi buôn, Bồ Tát có thể làm một vị lương y để mà chữa bệnh cho thiên hạ, Bồ Tát thậm chí có thể làm trâu làm bò để kéo cày cho chúng sanh. Bồ Tát làm hết tất cả mọi thứ việc ở trên đời này,
để mà làm lời lạc cho chúng sanh, để mà cứu vớt cho chúng sanh. Bồ Tát có thể đi vào trong tất cả mọi ngành nghề của xã hội. Bồ Tát có thể học tất cả mọi kiến thức giữa thế gian này. Bồ Tát có thể mang tất cả mọi hình tướng ở trong đời này. Thậm chí để cứu độ cho những kẻ đệ tử của lưu linh đang say sưa nghiền ngập rượu chè, Bồ Tát cũng hiền thân mình làm một kẻ say sưa rượu chè để mà cứu độ cho kẻ đó. Quý vị nghĩ xem, đối với những người đang say sưa với rượu với chè đó, bây giờ mà đem đạo đức ra giảng cho họ, họ cho là đạo đức giả, làm sao mà cảm hóa họ được đấy? Bây giờ mà đem cái chuyện tu tập, tôn giáo tín ngưỡng nói về họ, đối với những kẻ đang nghiền ngập rượu chè, họ xem đó là gì? Đó chỉ là những xa xỉ phẩm, chẳng ăn nghĩa gì đối với họ hết cả. Làm sao cảm hóa được đấy? Thì Bồ Tát để cứu vớt những người đó có thể đi vào ở cùng với những người đó để hiền thân làm một kẻ cũng say sưa không khác gì họ, cũng nghiền ngập không khác gì họ, để rồi cứu vớt họ, cảm hóa họ, đem thân mình mà cảm hóa họ. Làm một kẻ say sưa nghiền ngập trong cái giới nghiền ngập say sưa, để rồi từ ở đến cái thân của một kẻ nghiền ngập đó mà cho người ta thấy được bao nhiêu cái đau khổ, bao nhiêu cái quả báo, để người ta thấy đó làm gương mà tránh đi. Bồ Tát là như thế. Bồ Tát không mang những lời thị phi của thế gian. Bồ Tát không cần tới những tiếng khen tiếng chê giữa thế gian này. Miệng làm cái gì mà cứu được chúng sanh thì Bồ Tát làm, dù có bị cả thế gian này chửi bới đi chăng nữa. Làm được cái gì để mà thức tỉnh chúng sanh giữa đời mê khổ này thì Bồ Tát vẫn sẵn sàng để mà làm hết tất cả. Bồ Tát không từ nang một việc gì trên đời. Bồ Tát không từ bỏ một chốn nào ở trong đời. Bồ Tát không bỏ một chúng sanh nào mà quay lưng lại với họ hết cả. Bồ Tát là như thế. Cho nên như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, mười phương các cõi không một nơi nào mà không phải là cái chỗ của Bồ Tát hiền thân hết. Không một âm thanh nào của chúng sanh ở trong mười phương các cõi mà Bồ Tát không lắng tai mà nghe hết cả. Và cũng không có một chúng sanh nào ở trong cái chỗ tầng cùng tâm tối nào mà Bồ Tát không cứu vớt chúng sanh đó hết cả. Miệng làm sao cứu chúng sanh thì thôi. Bồ Tát có thể hiền đủ thứ thân, hiền đủ thứ tướng, kể cả những cái thân tướng bị thế gian nguyền rủa đi chăng nữa, nhưng mà để thức tỉnh chúng sanh trong đời, Bồ Tát cũng sẵn sàng để mà làm tất cả những cái đó. Bồ Tát là như vậy, không màng tới những cái lời khen tiếng chê của thiên hạ. Bồ Tát không sống theo những cái tiêu chuẩn mà thế gian này đặt định về xấu, về tốt, về được, về hay, về dở. Bồ Tát chỉ có một tâm duy nhất, đó là tâm cứu chúng sanh. Đó là cái nguyện đưa chúng sanh thoát ly biển khổ này. Mà Bồ Tát sẵn sàng làm hết tất cả mọi thứ. Quý vị biết rằng con đường của Bồ Tát đó chính là con đường rộng lớn mở ra khắp tất cả mười phương các cõi. Và để thành tựu được cái quả vị gọi là vô thường Phật Đà, nghĩa là để thành Phật, tất cả đều phải bước qua con đường rộng lớn của Bồ Tát đó hết. Phải trải thân mình trong vô lượng kiếp đó mà cứu độ tất cả chúng sanh trong đời khổ đó. Bởi vì chỉ có đi vào con đường như vậy để cứu tất cả chúng sanh như vậy thì Bồ Tát mới biểu hiện được một cách vẹn toàn cái tâm từ bi vô lượng vô biên, và đồng thời cũng có thể đi vào với tất cả chúng sanh, gần gũi lân mận với tất cả chúng sanh trong đời khổ như thế, mà Bồ Tát mới có thể chứng nghiệm được để thành tựu được cái trí tuệ vô thường của một vị Phật. Làm sao mình học hết tất cả cái đau khổ trên đời,
Nếu mình không đi vào về đau khổ quý vị, làm sao mình hiểu được cái ý nghĩa của cái sự thật tối thường, nếu mình không lăn lóc vào ở trong đời này để mà cảm nghiệm hết tất cả mọi cái chân lý của thế gian này đấy. Cho nên để thành tựu từ bi như vậy, trí tuệ viên mãn như vậy, mà chư Phật trong mười phương đều đi vào cái con đường rộng lớn của Bồ Tát như thế. Cũng như thế đó mà trong đạo Phật có ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện ở mãi dưới địa ngục để cứu độ chúng sanh ở trong cái chỗ khổ đau cùng cực nhất. Mà ngài nguyện khi nào địa ngục không còn chúng sanh thì ngài mới thành Phật, còn không thì thôi, ngài cứ ở mãi mãi dưới đó mà thôi. Ở mãi mãi dưới đó để cứu độ chúng sanh ở trong cái chỗ tối tâm đau khổ cùng cực đó. Từ bi của Phật giáo là như vậy, con đường rộng lớn của Phật giáo là như thế, cái lý tưởng của người Phật tử là như thế. Và chỉ như thế thôi quý vị, mình suy gẫm thì sẽ thấy con đường đó rộng lớn biết bao nhiêu, lý tưởng đó cao vời đẹp đẽ biết bao nhiêu. Mình mà được đi vào con đường đó, cùng nhau mà bước đi trên con đường đó, mình phải thấy đó là hạnh phúc biết bao nhiêu cho chính mình. Cho nên một trong những cái hình ảnh lý tưởng mà đạo Phật, đặc biệt là Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo của thời phát triển, trao tặng cho con người, đó là cái hình ảnh của lý tưởng Bồ Tát ở trong Phật giáo, để mà mở ra cái con đường để cho tất cả những ai trên đời này cũng có thể mở rộng cái tâm của mình, cái lòng của mình, đi vào đời không phải sống vì mình mà sống vì tất cả mọi người, mọi loài. Có sống như vậy thì mình mới thể hiện được, chứng nghiệm được cái chân lý gọi là vô ngã ở trong đời. Con đường của Bồ Tát đi qua địa ngục là như thế. Con đường để đi tới Bồ Đề phải ở nơi chính phiền não là như thế. Không một đóa sen nào mà không mọc lên từ ở trong bùn. Thì cũng như vậy, từ bi và trí tuệ không thể thành tựu khơi khơi ở đâu, mà nó phải thành tựu từ ở nơi cái biển khổ đau của chúng sanh ở trong đời. Con đường để thành Phật cũng là như vậy, phải đi qua cái biển khổ trùng trùng này. Đó là điều thứ nhất tôi muốn lý giải với quý vị. Cái điều thứ hai mà trong kinh văn tùng đọc đó tôi cũng hay suy gẫm, mà không biết quý vị có bao giờ tự hỏi không, đó là trong những lời nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang đó, có những rất nhiều lời nguyện mà bảo rằng chúng sanh ở trong cái đời khổ, hoặc gặp phải bệnh tật ốm đau, hoặc thiếu ăn thiếu uống, hoặc là thiếu thuốc thiếu thầy, thiếu cơm thiếu áo, hoặc là thân thể đau đớn bức bách đêm ngày, chỉ cần nghe cái danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai không thôi là tất cả bệnh khổ đều tiêu trừ, là tất cả mọi đói khát đều hết cả. Có thật vậy không quý vị? Mình phải tự hỏi để hiểu. Như mình đấy, mình nghe danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, và có biết bao nhiêu người khác cũng nghe cái danh hiệu ngài Dược Sư đó, mà tại sao bệnh vẫn bệnh, đau vẫn đau, khổ vẫn khổ, đói khát vẫn cứ đói khát như thế này? Vậy thì không lẽ kinh nói không đúng với sự thật ư? Điều đó phải được lý giải để cho tất cả chúng ta cùng thấy rõ hơn. Nói rằng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nghĩa là thế nào? Nghe không phải là nghe lỗ tai này rồi đi qua lỗ tai này. Nếu nghe như vậy thì đó chưa phải là nghe. Phải nghe bằng cái trái tim của mình. Khi mà trái tim nghe được cái danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Dược sư là gì? Là cái vị thầy thuốc để mà chữa trị tất cả bệnh khổ của chúng sanh ở trong đời. Lưu Ly Quang Như Lai là gì? Lưu Ly Quang là cái ánh sáng
trong suốt như lưu ly, không có một mảy may vẩn đục nào hết cả. Ngọc lưu ly trong suốt, không một bờn nhớ nào ở đó. Vậy thì dược sư lưu ly quang, cái ánh sáng trong suốt, ánh sáng đó là gì vậy? Đó là cái ánh sáng của trí tuệ, không một mảy may ô nhiễm. Đó là cái ánh sáng thanh tịnh, trong sạch đẹp đẽ tuyệt vời, không có một mảy may vẩn đục nào của tham dục sân hận si mê kiêu căng thường mạn. Đó là cái ánh sáng trong suốt. Và cái ánh sáng trong suốt như lưu ly đó biểu hiện ở nơi cái thân lưu ly của đức dược sư đó là cái vị thuốc để mà cứu chữa bệnh cho tất cả chúng sanh ở trong đời khổ. Ở nơi ánh sáng đó có đầy đủ từ bi, bởi vì nó là biểu hiện của từ bi. Ở nơi ánh sáng đó có trí tuệ, bởi vì đó là biểu hiện của trí tuệ. Ở nơi ánh sáng đó chứa đựng vô lượng các phước lành, vô lượng các công đức. Mình thử coi, đem cái tâm của mình mà nghe cái danh hiệu dược sư lưu ly quang, tức là gì? Là để cho cái ánh sáng của trí tuệ vẻ đó, của từ bi viên mãn đó, cái ánh sáng của vô lượng phước lành công đức đó, mà làm tiêu tan hết tất cả những gì là tham dục sân hận si mê tức tối ghen tuông đố kỵ ở nơi con người của mình, ở nơi tâm của mình đấy. Ai mà nghe được danh hiệu bằng cái tâm như vậy, bằng cái con tim như vậy, thưa quý vị, tất cả bệnh khổ trên đời này còn có nghĩa gì nữa đâu. Ai mà đem cả cái tâm của mình, tròn vẹn cái tâm của mình, để mà nghe cái danh hiệu của đức dược sư lưu ly quang như vậy, thì rồi có cái gì gọi là nghèo khổ đói khát thiếu ăn thiếu mặc nữa đâu quý vị. Tôi nói một cách cụ thể hơn để chúng ta dễ thấy. Mình có thể đầy đủ cơm ăn áo mặc, mình có thể đầy đủ xe cộ nhà cửa, không thiếu một món gì hết. Nhưng mà thưa quý vị, mình vẫn cứ là một kẻ nghèo khổ như thường. Bởi vì đêm ngày mình vẫn cứ thèm khát cái này, rồi thèm khát cái khác. Có xe hơi rồi, thèm khát một chiếc xe hơi mới, đẹp hơn. Có ngôi nhà rồi, thèm khát một ngôi nhà mới đẹp hơn. Có miếng ăn rồi, thèm khát một miếng ăn khác ngon hơn. Và như vậy đó, có lúc nào mình mà không đói khát đâu. Có lúc nào mình không phải là kẻ thiếu thốn đâu. Có lúc nào mà mình là cái kẻ đầy đủ ở trong đời này đâu. Còn với một con người mà nghe được cái danh hiệu của dược sư lưu ly quang, nghĩa là một con người mà ở đó, từ trong tâm của mình cái tiếng gọi của dược sư lưu ly quang trỗi dậy, tiếng gọi của từ bi trỗi dậy, tiếng gọi cái ánh sáng của trí tuệ chiếu soi, thì rồi thưa quý vị, người đó chỉ thấy chúng sanh khổ mà đem tất cả cái gì của mình ban cho chúng sanh. Người đó dù ngay cả có thiếu đi một manh áo mặc, đối với người đó hoàn toàn cũng là quá đầy đủ đi rồi. Cho nên với một người như vậy, bệnh tật dù có đau đớn bao nhiêu đi nữa, thì người đó cũng còn nguyện đem cái thân này mà chịu hết tất cả cái đau đớn cho chúng sanh ở trong đời. Người đó có đói khát bao nhiêu đi nữa, người đó cũng còn nguyện xin để cho con chịu hết tất cả cái đói khát của tất cả chúng sanh trong đời. Một con người phát được cái đại nguyện như vậy thì còn chi để gọi là thiếu cơm thiếu áo, còn gì để gọi là bệnh tật ốm đau nữa quý vị. Bệnh tật từ đó mà tiêu mất hết, đói khát từ đó mà chẳng còn nghĩa gì hết cả. Bởi vì đối với con người đó, cảnh giới từ thân là đầy đủ, là viên mãn, là tròn vẹn, đâu còn thiếu thốn một cái gì ở đức con người đó đâu quý vị. Ai mang tâm Bồ Tát mà thấy mình nghèo đói đâu. Ai mang tâm Phật mà thấy mình bệnh tật đau đớn đêm ngày đâu. Chỉ bởi vì mang cái tâm vì kỵ nhỏ nhen, cái tâm ganh tỳ đố kỵ, cho nên lúc nào cũng thèm khát mà không thỏa mãn được. Cho nên lúc nào cũng giận, cũng hờn, cũng tức, cũng đủ thứ hết cả.
đau đớn đầy cả người mình, và lúc nào cũng thấy mình là một kẻ thiếu thốn nghèo đói. Còn ai mang tâm Phật, ai mang tâm Bồ Tát, ai mang cái nguyện của Bồ Tát đi vào đời, người đó lúc nào cũng thấy mình là kẻ như Kinh Pháp Hoa bảo, là kẻ giàu sang nhất ở trong thiên hạ. Cho nên có đòi khác nữa đâu quý vị. Thì ra Kinh Phật như Kinh Dược Sư ở nơi đây rốt ráo cũng là để mà mở cái tâm từ bi ở mình, mở cái trí tuệ ở nơi mình. Rốt ráo cũng là để mở ra con đường của Bồ Tát, mà kêu gọi mình bước đi trên đó, xả thân mình và cứu độ cho tất cả chúng sanh, lấy hạnh phúc của chúng sanh làm hạnh phúc của mình, lấy niềm vui của chúng sanh làm niềm vui lớn của mình. Đó là con đường của Phật Đạo. Xin thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.